하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. Ờ, mọi người 하나, đưa chân về trước, 둘, xong 셋. Rồi lại đưa chân 하나, về bên 둘, sau rồi 셋. Lại đưa chân còn 하나, lại lên nhá. 둘, 셋. Như thầy làm nhá. 하나. 자, 이게 품 밟기, 품 내밟기라고 그래요. 자. Động tác này có tên là phum nề balki, mình có thể gọi trong tiếng Việt đó là dậm chân bước ngắn nhá.